Hello, món ngon, xin chào tất cả các bạn nhé. Bình thường thì mình ăn trứng chiên, trứng luộc hoài thì mình cũng ngán. Hôm nay các bạn hãy cùng mình vào bếp để thử ngay cái món trứng hấp ngũ sắc nha. Nguyên liệu để làm cái món này thì vô cùng đơn giản, chỉ có trứng gà và trứng bắc thảo nè, với lại xúc xích nha các bạn. Khi lột cái trứng bắc thảo này á, thì các bạn lột nhẹ nhàng thôi nha. Thì vì trứng bắc thảo đó các bạn, nó mềm lắm, mình mà lột mạnh là sẽ dễ bị bể ra, nhìn nó giống như là rau câu vậy đó các bạn. Đây nè các bạn thấy không nè, nó có cái màu xanh đen và rất là trong nha. Đây trứng bắc thảo đó các bạn, bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mỗi cái trứng mình sẽ cắt ra làm 4. Nó mềm lắm các bạn ơi, khi cắt các bạn nhẹ thôi. Trứng thảo thì mình sắp xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt xúc xích luôn. Mình cắt bỏ hai cái đầu này nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lột vỏ xúc xích ra. Các bạn mua cái xúc xích loại to nhất á, để mình làm nhìn cho đẹp nha. Tại vì cái xúc xích này thì mình sẽ cắt ra làm 4 phần á. Mình cắt ra thành 4 phần nha các bạn, theo chiều dọc nha. Trứng gà thì ở đây mình dùng 4 trứng nha. Và mình sẽ vớt cái lòng đỏ mình để riêng ra cái chén nha. Mình sẽ cho vào trong chén rồi mình khuấy cho nó đều lên. Rồi tất cả mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong cái thố nha các bạn. Mình sẽ hấp bằng cái thố thủy tinh này nè. Đây mình sẽ thoa dầu cho nó đều nha các bạn, để khi mình hấp trứng xong á, mình lấy ra nó sẽ không bị dính. Mình sẽ cho trứng bắp thảo vào trước. Các bạn sắp nó theo chiều dọc như vậy nè. Rồi trứng bắp thảo thì mình đã sắp vào trong cái khuôn xong rồi. Bây giờ là đến cái phần xúc xích nha. Mình sẽ sắp xúc xích. Các bạn lấy cái đầu nhọn nhọn nè, đó, mình sẽ úp xuống nha. Cái xúc xích của mình nó vừa y với khuôn luôn đó các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chế lòng trắng lên nha. Lòng đỏ thì mình cho vô sau nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái chảo để mình hấp nha. Rồi cái chảo nước của mình cũng đã sôi rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái khay trứng vô nha. Mình sẽ đậy nắp lại luôn nha các bạn. Mình đậy nắp mình khỏi cần gài cũng được nha. Sau đó mình sẽ đậy nắp chảo lại nha. Và mình hấp trong vòng 15 phút. Nãy giờ mình hấp cũng được 15 phút rồi đấy các bạn. Wow, nóng quá. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cái nha. Mình tắt bếp để mình dỡ cái nắp ra cho nó bớt nóng đó các bạn. Đây. Tiếp theo là mình sẽ cho cái lòng vàng này vô nha. Các bạn chế cho nó đều đều ra nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại nha. Rồi bật bếp lên. Mình sẽ hấp tiếp trong vòng 10 phút nữa nha. Tổng thời gian mình hấp trứng là khoảng 25 phút nha các bạn. Mình đợi cho trứng nguội rồi mình lấy ra nha các bạn. Đấy các bạn thấy mình lấy ra rất là dễ luôn nè, nó tróc khuôn ra nè. Đây bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Các bạn thấy cái miếng trứng mình cắt ra nè, rất là đẹp luôn.
Ở nhà bạn nào mà có con em nhỏ nhỏ đó mà thích ăn trứng á, thì các bạn hãy thử chế biến cái món này đi nha. Nhìn màu sắc hấp dẫn là các bé sẽ rất là thích luôn á. Món này thì mình sẽ chấm cùng với lại nước tương tỏi ớt nha các bạn. Rồi, cái món trứng hấp của mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Wow, nhìn giống rau câu quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ chấm cùng với lại nước tương tỏi ớt nha. Trứng này mình ăn kiểu như nó béo béo quá các bạn. Và khi chấm với nước tương thì ăn cái vị nó rất là ngon luôn, ăn với cơm rất là hợp nha các bạn. Và mình chúc cho các bạn làm thành công với cái món trứng hấp ngũ sắc này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.